Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 40 tuổi đến khám vì xuất hiện các cục sần trên da. Bàn tay, bàn chân của bệnh nhân có các cục sần đa hình thái, đa kích thước từ 1 đến 3cm, mật độ chắc, xuất hiện ở các khớp giữa ngón tay, ngón chân, ấn không đau. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B chưa điều trị, gia đình không ai mắc bệnh liên quan và cũng không ai có tổn thương giống bệnh nhân. Người đàn ông này chia sẻ, u cục xuất hiện từ 8 năm trước, ban đầu ra bàn tay, bàn chân, gối hai bên, xuất hiện các cục sần có kích thước nhỏ, lúc đầu có màu đỏ, bằng phẳng trên bề mặt da, ấn vào thì đau ít. Các sần này tăng dần với kích thước và nổi gồ trên bề mặt da nhiều, không đau. Bệnh nhân đi khám, xét nghiệm có mỡ máu, axit uric cao nên được điều trị theo hướng gút, rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên, sau điều trị, tình trạng của các cục sần vẫn to lên và xuất hiện nhiều hơn. Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, bệnh nhân đã được khám và làm xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán nam bệnh nhân bị u vàng thể củ. U vàng là sự lắng đọng lipid khu trú ở da, biểu hiện dưới dạng sần, mảng trên da. U vàng có thể xuất hiện vô căn hoặc là dấu hiệu của rối loạn lipid máu nguyên phát, có tính di chuyển, tăng lipid máu thứ phát. Các bác sĩ sẽ loại bỏ tổn thương, cắt lọc tổn thương và làm giải phẫu cho bệnh nhân, cải thiện vấn đề về thẩm mỹ. Ngoài ra, bệnh nhân cũng đã được điều trị rối loạn chuyển hóa lipid nhằm giảm tải tái phát và hạn chế các biến chứng như tim mạch, viêm tụy. Bệnh nhân cần phải thay đổi cả chế độ sinh hoạt cũng như ăn uống.